Ukraine bắn rơi UAV mắt thần 7 triệu đô la Mỹ của Nga Ukraine cho biết đã bắn rơi một trong những UAV đắt giá nhất của Nga trị giá 7 triệu đô la Mỹ tại Biển Đen. Quân đội Ukraine thông báo các xạ thủ phòng không nước này đã đánh chặn một máy bay không người lái tấn công và trinh sát Phobos của Nga ở Biển Đen có giá 7 triệu đô la Mỹ. Vào ngày 1 tháng 4, các binh sĩ của lữ đoàn tên lửa phòng không Odessa đã tiêu diệt một UAV trinh sát và tấn công Phobos của Nga ở Biển Đen, thông báo viết Ilya Jelaps, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết máy bay không người lái post là một trong những UAV đắt giá nhất thế giới. Ông cho biết UAV này khá lớn và giống Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, có thể tiến hành trinh sát và mang thêm tải trọng chiến đấu dưới dạng hai tên lửa hoặc vũ khí khác để tấn công các mục tiêu mặt đất. Hôm nay, lực lượng không quân đã bắn hạ một mục tiêu có giá trị. Chúng tôi không thường xuyên bắn hạ những mục tiêu như vậy, nhưng chúng tôi đã bắn trúng một trong những máy bay không người lái tấn công đắt tiền nhất thuộc loại post ông nói. Phobos là một loại UAV đặc biệt với quá trình phát triển khá gian nan. Nó được sản xuất bởi nhà máy hàng không dân dụng Uran có trụ sở tại Ekaterinburg, Nga, dựa trên nguyên mẫu Searcher MK2 của công ty Israel EI Uja, mua bản quyền sản xuất của EI từ năm 2011. Tuy nhiên sau khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi vào năm 2016, Israel được cho là đã chịu áp lực của đồng minh Mỹ đã dừng chuyển linh kiện sản xuất Forbos cho Nga. Trước tình hình này, Nga đã quyết định mở ra một chương trình sản xuất Forbos phiên bản nội địa của nước này. Ban đầu, Forbos hoạt động như một mắt thần trên không khi làm nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin, mục tiêu, điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Sau đó, Nga đã quyết định thêm tính năng tấn công trên UAV của họ. Sau đó, Nga đã công bố phiên bản Forbox R được trang bị động cơ do Moscow sản xuất, hệ thống điện quang điện tử liên kết dữ liệu. Forbox R cũng được trang bị phần thân máy bay kiên cố để tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường. UAV này bay được 18 giờ đồng hồ với trọng lượng cất cánh 500 kg, tầm hoạt động 400 km và được độ cao là 6 km. Sau khi trở thành UAV tấn công, Nga đã thích hợp một số loại vũ khí lên chiến chiếc máy bay này, gồm tên lửa dẫn đường chấm tăng 9M133, bom dẫn đường CAB20 và các loại bom không dẫn đường. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật mới nhất về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công với các lực lượng Ukraine tại các vị trí dọc theo một chiến tuyến dài khoảng 1.000 km. Đặc biệt là sau khi Moscow giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka. Theo tờ Washington Post, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công dự kiến của Nga trong thời gian tới, Ukraine đang nhanh chóng xây dựng hơn 1.000 km hệ thống công sự phòng thủ. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã thăm khu vực Sumy ở phía bắc Ukraine để kiểm tra quá trình xây dựng chiến hào, hầm trú ẩn và các vật cản khác như là hàng rào thép gai, tấm bê tông nhằm ngăn chặn xe tăng và bộ binh tấn công của Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã thông báo rằng hơn 800 triệu đô la Mỹ đã được chi tiêu cho việc xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn sự tiến triển của Nga trong những tháng gần đây. Khi các quan chức phương Tây và Ukraine đưa ra một cảnh báo về một cuộc tấn công lớn hơn từ phía Nga trong những tháng sắp tới, Kiev đang tập trung vào việc tăng cường hệ thống phòng thủ của mình. Các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin rằng Điện Kremlin đang lên kế hoạch huy động nhân lực mới và có thể thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào thành phố lớn nhất ở miền đông Ukraine là Kharkov. Ukraine cần các vị trí phòng thủ mạnh mẽ hơn khi Nga đang tích cực sử dụng các quả bom lượn mang theo đầu nổ có sức công phá lớn, có thể phá hủy ngay cả những hầm trú ẩn được gia cố bằng bê tông. Người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết trên tờ Washington Post rằng, những quả bom này được sử dụng nhằm phá hủy hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine và chuyên gia quân sự tin rằng việc hoàn thiện hệ thống phòng thủ sẽ mất thời gian hơn dự kiến. Tờ Financial Times của Anh cho biết là các binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến từ nhiều tháng qua đã phàn nàn về việc xây dựng các vị trí phòng thủ kém chất lượng, trong khi việc tăng cường hệ thống phòng thủ chỉ được thực hiện trên quy mô lớn kể từ tháng 2 năm nay. Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine tại một số điểm trải dọc theo chiến tuyến khoảng 1.000 km, tận dụng ưu thế khi chiếm được thành phố Afdiivka ở phía đông gần đây. Nga nhận thấy rằng các đơn vị quân đội Ukraine đang gặp thiếu hụt về nhân lực và đạn dược. Các chỉ huy quân sự Ukraine cũng lưu ý rằng cuộc tấn công hiện tại của Nga có tính chiến lược. Do đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực để ứng phó chuẩn bị về đạn dược và tìm kiếm cơ hội để tấn công lực lượng Nga đang di chuyển, một cách tiếp cận được gọi là phòng thủ chủ động, nhằm ngăn chặn một đối thủ có quy mô lớn và được trang bị tốt hơn. Sau khi Ukraine phát động chiến dịch xây dựng mạng lưới công sự rộng khắp dọc chiến tuyến, đặc biệt là ở các khu vực gần Afdivka, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các công ty tư nhân cũng như các nhà tài trợ tham gia vào nỗ lực này. Theo thông tin từ Wall Street Journal, Ukraine đang cố gắng xây dựng các công sự và chướng ngại vật, tương tự những gì Nga đã thiết lập trên mặt trận của mình hơn một năm trước. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây và binh sĩ Ukraine bày tỏ rằng chiến dịch này chưa chắc đã đem lại hiệu quả đáng kể trong bối cảnh quân đội Ukraine thường xuyên phải đứng mặt với lực lượng tấn công mạnh mẽ từ phía Nga. Sự phức tạp của nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ nhân lực, mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bà Dara Masikot, một chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế các Nơi nhận định rằng Ukraine hiện chỉ còn rất ít thành trì quân sự ở Donbass có thể sánh ngang với Avdiivka hoặc Bakhmut. Những thành phố trước đây đóng vai trò là trung tâm kháng chiến chính của Ukraine. Mỗi khi Nga tiến một bước, thì Ukraine thường sẽ phải rút lui khỏi những vị trí chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó, các thỏa thuận an ninh riêng lẻ mà Ukraine đã ký với các nước phương Tây đang được thúc đẩy một phần bởi lo ngại ngày càng tăng về chủ nghĩa biệt lập của Mỹ, đặc biệt là trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và quay trở lại nắm quyền. Đầu năm 2024, Ukraine đã ký 7 thỏa thuận kéo dài 10 năm với các nước phương Tây nhằm đảm bảo an ninh cho mình trong quá trình đàm phán gia nhập NATO. Theo Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine hiện đang tiến hành thêm đàm phán với 10 thỏa thuận song phương khác. Một câu hỏi rất lớn được đặt ra lúc này là liệu những thỏa thuận này có thể ngăn chặn một cuộc xung đột đang kéo dài và giúp Ukraine chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga hay không? Những thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và các nước phương Tây bao gồm cam kết viện trợ quân sự trong năm 2024, cũng như các điều khoản áp dụng trong suốt thời hạn của các thỏa thuận đó. Những cam kết giải hạn bao gồm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và các sáng kiến chống thảm nhũng. Theo ông Mark Beman, giám đốc chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sự thất vọng lớn nhất trong các thỏa thuận chính là thiếu hụt cam kết viện trợ quân sự ổn định sau năm 2024. Điều này không gửi được một thông điệp mạnh mẽ tới Nga và không cho phép Kiev cũng như các nước đồng minh lập kế hoạch cho tương lai. Những thỏa thuận này phản ánh các thách thức hiện tại mà Ukraine và các nước phương Tây phải đối mặt cũng như sự chia rẽ trong NATO. Mỗi quốc gia đã cam kết một số nguồn tài chính khác nhau cho Ukraine trong năm 2024. Theo đó, thì Đức đã cam kết 7,1 tỷ euro, tương đương với 7,6 tỷ đô la Mỹ. Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức và Đan Mạch đều đã đặt mục tiêu rõ ràng về viện trợ quân sự. Pháp cam kết cung cấp lên tới 3 tỷ euro là tương đương với 3,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi Canada đồng ý cung cấp 3,02 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hỗ trợ kinh tế vĩ mô và quân sự. Ý không đưa ra con số cụ thể nhưng đồng ý duy trì mức hỗ trợ tương tự. Từ năm 2022, Ý chỉ đóng góp hơn 700 triệu đô la Mỹ cho viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào cụ thể hóa loại viện trợ quân sự mà các đồng minh dự định cung cấp, bao gồm việc chuyển giao vũ khí, đào tạo hay là hỗ trợ tiền mặt trực tiếp hay không thỏa thuận an ninh song phương không đem đến sự chắc chắn về tương lai cho Ukraine. Một phần được thúc đẩy bởi lo ngại ngày càng tăng về chủ nghĩa biệt lập của Mỹ, đặc biệt là trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và trở lại nắm quyền. Ngoài các cam kết ngắn hạn để cung cấp đạn dược thiết yếu cho tiền tuyến, thì cả 7 thỏa thuận an ninh đều tập trung vào việc phát triển lĩnh vực quốc phòng châu Âu, bao gồm cả ở Ukraine. Theo ông Beman, dự luật hỗ trợ Ukraine do Tổng thống Joe Biden đề xuất vào tháng 10 năm 2023 vẫn bị đình trệ tại Quốc hội. Đây là một lời cảnh tình cho các quốc gia châu Âu. Ông Beman cũng nêu rõ rằng EU có khả năng sản xuất khí tài nhiều hơn, nhưng họ đã bắt đầu quá muộn và mọi việc tiến triển chậm chạp. Các nhà phân tích cho rằng thông điệp rõ ràng mà các thỏa thuận an ninh gửi tới cả Kiev và Moscow là các đồng minh của Ukraine đã cam kết trong 10 năm tới tuy nhiên sức mạnh thực sự của chúng lại là điều không chắc chắn. Ông Man cũng chia sẻ quan điểm tương tự, đồng thời nhấn mạnh không nên đánh giá thấp tín hiệu ngoại giao và những thỏa thuận song phương như vậy, thường tạo nền tảng cho các mối quan hệ đối tác lâu dài quan trọng. Sau cuộc phản công thất bại của Ukraine vào mùa hè năm 2023, sự đoàn kết giữa các đồng minh phương Tây bị dạn nứt. Nhiều người lo ngại rằng những năm tới có thể là những năm xung đột đóng băng hoặc có thể xảy ra thay đổi đáng kể trong cán cân lực lượng có lợi cho Nga. Không có một diễn biến đơn lẻ nào bất kể là quân sự hay chính trị có thể kết thúc xung đột ngay lập tức. Một số chuyên gia lạc quan về việc sự xuất hiện sắp tới của các máy bay chiến đấu F16 trên chiến trường và khả năng tích hợp của hệ thống cảnh báo và kiểm soát sớm trên không của NATO. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khác tỏ ra thận trọng. Năm 2024 sẽ diễn ra các cuộc bầu cử ở Mỹ và châu Âu và đó sẽ là một thử thách đối với sự ủng hộ của các đồng minh dành cho Ukraine. Ukraine chỉ có thể phá vỡ bế tắc theo hướng có lợi cho mình nếu các thỏa thuận an ninh là bước khởi đầu cho một khuôn khổ hợp tác quân sự có ý nghĩa trong thập kỷ tới và xa hơn thế. Trong bối cảnh không chắc chắn về việc có nhận được nguồn hỗ trợ thường xuyên liên tục từ phương Tây hay không, Ukraine đang phải đối diện, gặp bất lợi khi đối phó với Nga. Với việc viện trợ từ Mỹ đang ở trạng thái đang chờ được thông qua và với khả năng tái xuất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, tình hình trở nên ngày càng phức tạp hơn đối với Kiev trong tương lai tình thế của Ukraine có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ ổn định từ cộng đồng quốc tế đặc biệt là từ phương Tây sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine đối phó với áp lực từ nga tuy nhiên nếu không có nguồn hỗ trợ đó thì Kyiv rất có thể sẽ phải tìm kiếm các biện pháp khác để bảo vệ lãnh thổ và đảm bảo an ninh quốc gia cuộc xung đột này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai liệu Ukraine có thể thay đổi được tình thế hay không và thông tin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những câu chuyện tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại